Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải Vlog. Có nè. Ok mọi người, thì tụi mình đã tắm rửa sạch sẽ xong, giờ tụi mình sẽ đi ra ăn uống và xuống biển chơi mọi người, coi trải nghiệm một đêm duy nhất tuyệt vời tại Vũng Tàu sẽ như thế nào mọi người. Đi thôi, get vô. Chứ phải cái nóc nhà theo rồi sợ hả? Bố mình, bố mình ở đây. Ở đây, bố mình ở đây. Dạ. Đây là không, đây là ba dĩa. Ba dĩa là. Coi, đi ăn đi. Ba dĩa là đủ luôn rồi. Ừ. Mời mọi người nha, mời bạn cơm. Có chụp gì không, quay gì không để biết. Nè, bạn này. Alo. Dạ dạ, ok anh, ok, cảm ơn anh. Dạ dạ. Mà mấy cục vàng, ăn cơm. Ngon ta. Hỏi bạn nha. Cái gì vậy bé? Chuyện nước máy. Chuyện chuyện nước máy. Anh có là ý chưa? Ăn đi, chín rồi. Ok, chín rồi, em phải tin tưởng em. Trời ơi, tôi nấu bếp mấy mèn thằng này nay tôi biết là nhìn là biết chưa chín rồi. Ăn đi, chín rồi ông già. Nè, lớn tuổi ăn trước đi, già cả rồi. Đi bộ chứ không phải đi xe đâu. Ok. Má chạy chết luôn đó. Nè, ăn ly nè, ăn đi. Nè, hai chồng tôi béo tự xử nha. Nè, em. Thôi được rồi, để anh ăn, ăn rồi bỏi được rồi. Ngon quá, mời bạn nha. Rồi muốn bự cho bát lửa. Em biết ông muốn ngọc không? Dạ. Ờ, muốn ngọc bằng chiếc đũa luôn. Vậy tôi béo, béo bóc gì vậy tôi béo? Chung thuốc mặn. Dạ. Đây em lấy sao? Thôi đừng nhắc tâm mà. Tôi béo rồi. Tại mực nó sống với nước ngọt đó, nó mặn. Hay quá anh ơi. Hay quá hay ơi. Khóm người ta béo. Khóm. Ăn được cái này, ăn được rồi. Tại chắc được luôn còn chị nữa. Nè ăn tôm đi. Ừ. Tôi ăn tôm nha. Ê cá chấm bu nè. Em cá rau muống á. Rau muống ngon thiệt. Nhỏ đàng hoàng vậy. Đấy là muốn nhưng mà ăn ốc. Được đó. Chưa tới 200 món luôn. Dữ vậy. Thiệt. Đưa vẻ bún cho anh nè. Thôi có cái này vậy. Vậy mình nam mày đáng yêu đi. Ok mọi người, tụi mình ăn xong nha. Kéo nguyên một băng đi lại bãi bãi sau để tắm nha mọi người. Phải tắm mà là chơi hội nhặt nước vậy mọi người. Giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi di chuyển lên trên kia nha mọi người. Đợi mình xíu nha. Được giá, được giá mình bán luôn. Đi. Nữa anh Hải. Lại gặp anh năm nay nữa rồi. Cái lên quay nha. Tuyệt vời. Hello. Đi. Wow, đẹp quá.
Ai tập trung vô dễ nhảy này dễ thấy không? Hãy cùng thương nhau cánh tay lên đi nào. Chàng có thể phải nói chung tôi nào. Chẳng còn là đường này, để xe ta một tin ta ra làm hai, khi ta quên luôn đi chỉ còn phố.
tài nhá. Yeah.
chơi thì bãi biển ra ngoài bãi biển. Chạy chạy với nó coi chừng sập á nha, chạy với nó coi chừng sập á, đi từ từ thôi cho chừng sập á. Xuân đi vòng bên trên đi Xuân, sâu lắm, vòng bên trên đi sâu lắm. Tất cả mọi người nha, thì tối giờ tụi mình chơi lúc cái đinh luôn mọi người, xỉn quá xỉn rồi. Tối mua đồ rồi tụi mình nhậu ở nhà mọi người, nên sáng giờ ngủ hơi mệt. Giờ tụi mình sẽ đi ăn sáng rồi đi tắm biển xong rồi đi về cho mọi người một ngày là tuyệt vời. Chào tất cả mọi người nha, đi thôi. Ừ còn mọi người nha, cũng ngồi kế ông cứu nội này nữa để võ tòng chỉ mọi người ăn cháo mực chuyện bánh. Ôi cái tô này mực nhiều quá rồi, để tôi nói cho tôi. Mọi người ăn hủ tiếu mực đúng không? Ừ, hủ tiếu mực trứng cút thịt bằm. Hủ tiếu mực có thêm trứng cút thịt bằm. Phải không? Ừ. Không thấy trứng cút đâu luôn. Đồng không người? Trong cái thịt bằm đó là nổi. Ăn nhìn ngon quá ha. Đây mình sẽ reaction cái tô cháo mực này. Hủ tiếu mực này chế này vô mới đã rồi. Ngẫu rồi đó. Chế vô cái mắt nó cái tô mực nhiều quá rồi. Ai hai cái tô mình đặc biệt, hai cái tô mình mực nhiều dữ đó. Ừ, tô ngoại mình nhiều mực ghê. Người ta làm tượng phim Đắc Phương Nam. Biết võ tòng đi ăn chứ nên là để ăn mực. Anh ơi, cho tôi ma mực. Nhớ dâm lên đi với anh. Ok. Kìa, quay bạn này đẹp trai quá rồi. Ổng chưa, ổng chưa. Ổng chưa, ăn hết xong chưa. Tôi ép ăn 3 tô mọi người. 4 tô hả? Ôi trời, hai cái này nó quỷ cổ kìa. Mẹ nó nói không nói ăn hết để tao ăn tiếp cho nhiều. Đi biển cho anh em ơi. Nó trần quán cho chở bạn nha. Anh em ra biển hả bạn ơi? Biển đây khác gì biển ở Hòn Du không? Khác Nam Du đó. Hòn Sơn chứ lộn, Hòn Du.
ai chủ nhật đúng không ta? Cố nội này nữa à. Sẽ bói không có ngày. Đi xuống rồi, đi đi chơi. Để tấm sáng mát đây ta. Rồi em nhớ lên tao. Ê đã quá. Mà anh sạch nữa. Đây là tắm biển nè mọi người. Bây giờ trên bờ luôn không dưới nước. Đây em đi vòng đã không em? Bình thường đi. Đi nè. Đi. 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 Lâu con cái ha. Chơi ra nữa kìa. Ok mọi người thì tụi mình tắm xong rồi, tắm rửa hết trơn rồi, chuẩn bị đi về. Kéo quá một tay xíu mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm cuộc hành trình đi chơi của anh em tụi mình nha. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Đây nè. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại.